cứ ở trong nhà kỹ năng thêm thôi. Mình và Mi Dơn bên cạnh giúp đỡ cho nó. Đúng là mình nghĩ chu đáo thiệt. Anh Hà tốt nghiệp mỹ thuật ở nước ngoài, ngắm tranh nhiều cũng sẽ giúp khôi phục lại ký ức. Có nên tổ chức tiệc ở phòng tranh hay không đây? Bây giờ chủ tịch muốn cô tiếp xúc công việc công ty, lúc này ông ấy để người trong nhà giám sát cô, phải làm theo lời của ông ấy, hết lòng giúp đỡ họ ở phòng tranh mới không bị nghi ngờ. Anh đã xong hết chưa? Còn món nợ thì sao? Món nợ gì? Anh thỏa thuận với tôi rồi mà, món nợ của gia đình tôi thì thế nào đây? Cô đừng lo nữa, sẽ trả hết thôi. Khi nào trả? Giờ trả là sao? Tôi đã nói sẽ trả hết mà không có dấu vết nào đúng không? Đừng để tôi nói lại nữa. Nếu chọc giận tôi, không biết tôi sẽ làm gì cô đâu. Cô không cần lo lắng. Sợ anh